Chương 1. Đảo lá yên bình. Đảo lá là một hòn đảo nhỏ, nằm yên bình giữa biển xanh, được bao bọc bởi những rặng núi cao xanh rì và những cánh rừng ngút ngàn. Người dân trên đảo sống giản dị và hài hòa, mưu sinh bằng những công việc gắn liền với thiên nhiên, như trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá. Cuộc sống trên đảo có phần lạc hậu và xa cách với đất liền, nhưng cũng chính nhờ thế mà dân làng sống gần gũi với nhau, coi nhau như người một nhà. Trên đảo, có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai rặng núi. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng gà gáy vang từ các mái nhà lợp lá dừa, đánh thức mọi người dậy sớm để chuẩn bị cho ngày mới. Trong làng, ai cũng biết nhau, mọi người đi qua nhà nhau đều chào hỏi và trao cho nhau những nụ cười thân thiện. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, nô đùa dưới những tán cây xanh tùm. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên bình của hòn đảo. Chị Hằng, một người phụ nữ mạnh mẽ và đảm đang, sống ở ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa làng. Từ ngày chồng chị ra đi trên biển và không bao giờ trở lại, chị trở thành người phụ nữ góa bụa, một mình chống chọi với cuộc sống. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, chị vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và yêu thương con người xung quanh. Người trong làng vẫn nhớ mãi hình ảnh chị tươi cười, luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai cần đến. Gần đây, chị Hằng đang mang bầu bê và dù biết rằng mình sẽ phải một mình nuôi con, chị vẫn không cảm thấy đơn độc, bởi trong lòng chị luôn có niềm tin vào cuộc sống và tình thương của dân làng dành cho mình. Mỗi ngày, chị Hằng vẫn làm việc chăm chỉ, ra đồng trồng rau, hái quả, chuẩn bị mọi thứ để đón chờ đứa con sắp ra đời. Đời sống của dân làng bình yên, có phần đơn điệu, nhưng ai nấy đều hạnh phúc. Đêm về, những gia đình tụ tập bên bếp lửa, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ xưa, truyền lại những bài học quý giá mà tổ tiên đã để lại. Đối với họ, đảo lá không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là một mảnh đất thiêng liêng, nơi chốn để gửi gắm tâm hồn và tình cảm. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những ngày gần đây, dân làng bắt đầu nghe về những điềm báo không lành. Có người thấy những bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong rừng. Có người nghe tiếng rì rầm khó hiểu vọng lại từ xa. Dù chỉ là những điều mơ hồ, song trong không khí yên bình của làng, ai nấy đều cảm nhận được một điều gì đó bất thường đang đến gần. Một số người bảo đó chỉ là những câu chuyện hoang đường, nhưng cũng có những người tin rằng đây là dấu hiệu của một sự việc lớn lao sắp xảy ra. Những đêm tối, chị Hằng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn ra biển, lòng chị thấy nặng trĩu. Nỗi nhớ về người chồng mất tích và lo âu về đứa con sắp chào đời như sóng biển dâng trào trong lòng. Chị không biết những điềm báo có liên quan gì đến gia đình mình không, nhưng chị vẫn nguyện sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Với những người trên đảo lá, cuộc sống yên bình này đã kéo dài qua bao thế hệ. Nhưng họ đâu biết rằng cái điềm báo đó sẽ thay đổi số phận của không chỉ chị Hằng, mà còn cả hòn đảo yên bình này. Những điềm báo đen tối. Đêm xuống trên đảo lá, không khí im ắng đến lạ thường. Những con gió thường ngày thổi vi vu nay cũng lặng đi, để lại một màn đêm đặc quánh, ngột ngạt như báo hiệu điều gì chẳng lành. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng bước chân của chị Hằng vang lên lẻ loi trên con đường đất nhỏ dẫn từ cánh đồng về làng. Bỗng, chị nghe thấy tiếng động lạ phía sau lưng. Ban đầu, chỉ là tiếng sột soạt nhẹ như gió luồn qua lá cây, nhưng rồi tiếng động ấy càng lúc càng gần, dồn dập như có thứ gì đó đang di chuyển theo chị. Tim chị đập mạnh, từng nhịp đập như nổ tung trong lồng ngực. Chị dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Không gian tối om, chỉ còn những bụi cây run rẩy dưới ánh trăng mờ nhạt. Chị Hằng cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ với mình rằng đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng đen mờ mờ xuất hiện từ xa, di chuyển nhanh về phía chị. Cái bóng ấy không có hình thù rõ ràng, trôi bồng bềnh như một linh hồn u ám đang tìm kiếm thứ gì đó giữa màn đêm. Cảm giác lạnh buốt từ đâu tràn qua cơ thể chị, khiến chị rùng mình. Cố gắng bước thật nhanh về làng, chị chỉ mong sớm về tới nhà, để tránh khỏi cái bóng kỳ dị ấy. Vừa bước qua cánh cổng, chị đã thấy bà Lài, người hàng xóm già đang đứng chờ ở đầu ngõ,
gương mặt bà đăm chiêu đầy lo lắng. Hằng, sao lâu về vậy? Đêm nay không lành đâu, ta nghe có tiếng gì lạ ở quanh đây. Bà Lai nói, giọng run run. Chị Hằng chỉ im lặng, nén nỗi sợ hãi mà vừa trải qua, nhưng trong lòng chị có cảm giác chẳng lành. Đêm đó, mọi người trong làng đều tụ tập bên bếp lửa, kể về những điềm gở họ đã thấy. Có người nói đã nhìn thấy những bóng đen trong rừng. Có người nghe thấy tiếng than, khóc vọng lại từ biển. Một ngư dân già bảo rằng có thứ gì đó đang ám hòn đảo này, rằng linh hồn của những người chết oan uổng đã quay lại, lang thang giữa màn đêm để tìm cách báo thù. Không khí càng lúc càng nặng nề, sợ hãi lan tỏa, tiếng nổ lách tách của bếp lửa giờ nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, như đang đồng cảm với nỗi lo âu của mọi người. Ngay lúc đó, một tiếng gào thét chói tai xé toang màn đêm, vọng từ khu rừng bên kia làng. Mọi người bàng hoàng đứng dậy, mắt nhìn về hướng rừng tối. Tiếng gào thét ấy kéo dài, đau đớn và ai oán như của một người đang bị hành hạ đến cùng cực. Dân làng hoảng hốt, nhiều người vội vàng chạy về nhà, đóng cửa thật chặt, cầu nguyện cho sự bình an. Chị Hằng, mặc dù lòng đầy sợ hãi, vẫn quyết định đến gần bìa rừng, nơi tiếng thét vang lên. Trên con đường đen đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu của chị. Đứng ở lưng chừng rừng, chị Hằng nhìn thấy một vật kỳ lạ nằm giữa đường mòn. Đó là một búp bê cũ kỹ, đầy bụi bặm, gương mặt bị nứt nẻ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chị. Bên cạnh búp bê là một mẩu giấy nhỏ, trên đó có những dòng chữ ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc, như được viết bởi một bàn tay run rẩy. Chị cúi xuống, chạm tay vào mẩu giấy và đọc những dòng chữ kỳ lạ ấy. Hãy tránh xa khu rừng, đừng dấn sâu vào bóng tối. Tim chị lạnh ngắt, tay run rẩy, chị vội vàng quay người chạy về nhà. Nhưng tiếng rì rầm kỳ lạ lại vang lên phía sau, cùng với những bóng đen lướt qua một cách thoát ẩn thoát, hiện giữa những thân cây cao lớn. Cảm giác như ai đó, hoặc thứ gì đó, đang dõi theo từng bước của chị. Chị Hằng về đến nhà, nhưng cả đêm ấy, chị không tài nào ngủ được. Ngoài kia, bóng đêm dày đặc bao phủ cả đảo lá, và trong đêm đen ấy, có những điều bí ẩn, đen tối mà chẳng ai hiểu rõ. Những điềm báo đã bắt đầu và chị hiểu rằng mình không thể né tránh được điều sắp đến. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, nhưng ánh sáng dường như không thể xua tan cái âm u bao trùm đảo lá. Chị Hằng bước ra sân, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Trong lòng chị vẫn còn âm ỉ nỗi lo sợ về những gì xảy ra đêm qua. Tiếng gào thét, bóng đen và cả con búp bê cũ kỹ như ám ảnh không thôi. Khi chị đang xách nước ngoài giếng, bà Lai bước tới, vẻ mặt lo lắng. Bà nói nhỏ với chị. Đêm qua, nhiều nhà nghe thấy tiếng động lạ quanh nhà. Có nhà còn thấy dấu chân bùn dẫn vào cửa. Không biết có ai hay thứ gì đã vào làng này nữa. Bất giác, chị Hằng rùng mình. Bà Lai lại gần hơn thì thầm. Con nhớ con bé Lan không? Sáng nay bố mẹ nó không tìm thấy nó đâu. Chỉ thấy vết bùn kéo dài từ giường ra cửa. Như thể nó bị lôi đi trong đêm. Chị Hằng nín thở, tay chân bùn rùn. Lan, cô bé hàng xóm, mới chỉ 8 tuổi. Vậy mà đêm qua đã bị lôi đi ngay trong giấc ngủ, không một tiếng động, không một ai hay biết. Tin về sự mất tích của Lan nhanh chóng lan khắp làng. Cả dân làng nhốn nháo, họ đổ ra sân để bàn tán, nghi ngờ và hoang mang. Một người phụ nữ trẻ trong làng, chị Hoa, bật khóc vì sợ hãi. Chồng em đêm qua thấy một cái bóng đi ngang qua nhà, cứ nghĩ là ai trong làng. Nhưng lúc nhìn kỹ lại, thì đó không phải là người. Nó chỉ có một đôi mắt trắng dã nhìn vào cửa sổ rồi biến mất. Mọi người lặng thinh, cảm giác lạnh sống lưng khi nghe những lời kể rùng rợn của chị Hoa. Chị Hằng cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng chị cũng dậy lên nỗi sợ hãi vô hình. Những tiếng gào thét, cái bóng kỳ dị, và giờ là sự mất tích bí ẩn của Lan. Tất cả như những mảnh ghép của một cơn ác mộng kinh hoàng. Đêm hôm đó, khi cả làng đóng cửa im lìm, chị Hằng lại không tài nào ngủ được. Mọi ngọn đèn trong làng đều sáng suốt đêm, nhưng không thể xua tan cái cảm giác âm u trùm lấy tất cả. Tiếng bước chân loạt soạt phía ngoài nhà làm chị giật mình. Chị cố trấn tĩnh, nhưng tiếng đó cứ tiếp tục, từng bước một, như ai đó đang đứng ngay bên ngoài.
rồi tiếng đập cửa vang lên. Chị Hằng nín thở, tim đập dồn dập trong ngực. Tiếng gõ cửa chậm rãi và kiên nhẫn, nghe như từ một bàn tay gầy gò, khô khốc. Không dám bật đèn, chị đứng im, nín thở, lắng nghe. Ngay khi chị nghĩ rằng nó đã rời đi, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên từ ngoài cửa. Mở cửa ra, giọng nói ấy trầm, khàn đục, như đến từ một thế giới xa xăm, vọng về từ trong bóng tối. Chị Hằng lùi lại, cả cơ thể run lên từng hồi. Trong khoảnh khắc, chị thấy một bóng đen thoáng qua bên ngoài cửa sổ, với một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào trong. Ngay lập tức, chị hét lên, cắm đầu chạy lên gác, trốn trong căn phòng tối nhỏ. Tiếng gõ cửa ngừng lại, và chỉ còn sự im lặng bao trùm. Nhưng tiếng thở của chị nặng trĩu, và cảm giác như có ánh mắt nào đó vẫn dõi theo mình, từng chút một, không bao giờ rời đi. Cả đêm, chị Hằng ngồi co ro trong phòng, mắt nhìn ra cửa sổ, như chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Và rồi, từ xa xa, tiếng gào thét vang lên từ khu rừng. Một tiếng thét thê lương, oán hận, giống hệt như đêm qua. Nhưng lần này, nó kéo dài hơn, rõ ràng hơn, như thể một linh hồn đang gào thét tìm cách trở về từ cõi chết. Những tiếng gào thét ma quái từ khu rừng vẫn vang vọng khi trời vừa hừng sáng. Cả làng thức dậy trong nỗi lo sợ và mệt mỏi. Đôi mắt ai nấy thâm quầng, chất chứa một nỗi ám ảnh vô hình. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau mà không nói thành lời. Ai cũng cảm thấy rằng một điều gì đó khủng khiếp hơn sắp xảy ra. Chị Hằng, dù sợ hãi đến run rẩy, vẫn quyết định đi ra cánh đồng để hái một ít rau sớm. Khi chị cầm rổ tiến về phía cánh đồng, những luồng khí lạnh cứ quanh quẩn trong không gian, khiến chị nổi da gà từng đợt. Bất chợt, chị thấy phía xa xa, trên một cành cây thấp, có một chiếc khăn đỏ đang phấp phới trong gió. Chiếc khăn này trông rất quen thuộc, giống hệt chiếc mà Lan thường quàng khi đi học. Nhưng làm sao nó lại ở đây? Cảm giác không yên, chị tiến lại gần. Khi tới gần cây, chị nhận ra không chỉ có chiếc khăn, mà còn thấy một chiếc giày nhỏ màu trắng, bám đầy bùn đất, nằm dưới gốc cây là giày của Lan. Tim chị đập mạnh, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc giày. Rõ ràng có thứ gì đó đã kéo cô bé vào khu rừng đêm qua, nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu nào. Đứng đó, chị cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa, như có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối của rừng cây. Đột ngột, từ trong rừng sâu vang lên tiếng rì rầm như tiếng thì thầm của gió, nhưng đầy ai oán, như thể là tiếng của những linh hồn đã bị lãng quên. Những âm thanh ấy mờ ảo, nhưng càng lúc càng rõ ràng, vang dội trong không gian vắng lặng. Trả lại, trả lại, trả lại. Chị Hằng sợ hãi đến thót tim, tiếng thì thầm vọng từ trong rừng dường như gọi tên chị. Đầu óc chị hoảng loạn, như thể đang bị cuốn vào một mê cung của những tiếng vọng ma quái. Chị vội vàng quay người, chạy thẳng về làng. Nhưng ngay khi chị vừa quay đi, một bóng đen thoáng qua ngay trước mặt, trôi bồng bềnh như không chạm đất. Khuôn mặt của cái bóng chỉ là một khoảng tối mờ mịt, với đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn thẳng vào chị. Chị hét lên và chạy như điên về phía làng, nhưng cảm giác như đôi chân cứ bị níu lại, như thể có bàn tay vô hình nào đó bám lấy chị. Cảm giác lạnh ngắt truyền từ lòng bàn chân lên đến tận sống lưng, khiến chị không dám ngoái lại. Cuối cùng, chị cũng thoát ra khỏi khu vực bìa rừng và lao về phía những ngôi nhà. Chạy đến làng, chị thấy dân làng đã tụ tập tại nhà của bà Lai. Bà Lai đang ngồi ở góc nhà, vẻ mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng. Bà kể rằng đêm qua, bà thấy một bóng đen lướt qua sân nhà mình, nhìn qua cửa sổ, nhưng khi bà chạy ra thì không thấy gì. Chỉ còn lại một dấu chân ướt in ngay trước cửa, to lớn và kỳ dị như không phải của con người. Mọi người trong làng nhìn nhau, gương mặt ai cũng toát lên nỗi kinh hoàng. Rồi đột nhiên, bà lại nhìn thẳng vào chị Hằng, giọng run run, Hằng à, ta biết con có lá bùa cũ của bà nội để lại, có khi nào là vì nó không? Chị Hằng bàng hoàng không hiểu chuyện gì, bà lại tiếp tục kể. Lá bùa ấy, bà nội con từng dặn rằng không được đem vào rừng. Nó là thứ bảo vệ con khỏi những điều tà ác, nhưng cũng có thể khiến những linh hồn bị lãng quên bị xua đuổi và quay lại tìm kiếm. Nghe bà nói, nỗi sợ càng dâng lên trong lòng chị,
Phải chăng vì lá bùa mà chị đã vô tình khuấy động những linh hồn nơi đây? Đêm hôm đó, dân làng tụ tập bên bếp lửa, bàn bạc cách đối phó. Nhưng khi mọi người đang nói chuyện, một tiếng gào thét chói tai lại vang lên từ khu rừng, âm thanh của sự đau đớn và phẫn uất vọng từ sâu trong bóng tối. Mọi người lập tức đứng dậy, mắt dán về phía khu rừng. Trong ánh lửa lấp lánh, chị Hằng thoáng thấy một bóng đen lướt qua con đường mòn hướng về làng. Hình ảnh ấy khiến chị rùng mình, và chị biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm dài không ngủ. Đêm đó, sau tiếng gào thét vang vọng từ khu rừng, làng Đào Lá rơi vào sự im lặng rợn người. Gió như ngừng thổi, không gian đặc quánh, mọi tiếng động nhỏ đều trở nên đáng sợ. Trong căn nhà nhỏ, chị Hằng nằm trằn trọc, từng hồi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ánh đèn dầu yếu ớt phủ lên gian nhà bóng mờ kỳ dị, khiến mọi vật như đang cử động. Bất giác, tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và đều đặn. Tim chị Hằng đập mạnh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn. Giờ này, còn ai ngoài đó? Tiếng gõ cứ vang lên, chậm rãi và kiên trì, như thể ai đó nhất định muốn chị mở cửa. Chị nhìn ra phía cửa sổ, không thấy bóng dáng ai, chỉ là bóng tối đen đặc. Cố giữ bình tĩnh, chị nhẹ nhàng bước ra cửa, bàn tay run run đặt lên chốt. Cánh cửa mở ra kẽ hở nhỏ, nhưng ngoài kia chỉ là khoảng trống đen ngòm, không một bóng người. Tim chị thắt lại, cảm giác có gì đó sai trái. Ngay khi chị vừa quay lưng, một luồng khí lạnh thốc qua lưng, như thể có ai đó đang đứng ngay sau, dõi theo từng cử động của chị. Giật mình, chị quay phát lại, nhưng chỉ thấy cánh cửa lặng lẽ đóng sập lại với một tiếng rầm. Bên ngoài, một âm thanh khẽ vang lên. Tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười vừa ngây thơ, vừa lạ lùng, lượn lờ trong không khí như những tiếng vọng từ xa xưa. Tiếng cười cứ vang lên từng chập, khiến chị nổi da gà. Cố nén sợ hãi, chị trở về giường, nằm cuộn tròn. Nhưng giấc ngủ dường như không đến. Thay vào đó, chị lại nghe thấy tiếng thì thầm kỳ lạ quanh mình. Từng âm thanh văng vẳng như tiếng gió luồn qua kẽ lá. Trả lại, trả lại! Ánh đèn dầu bỗng dưng tắt ngúm, khiến căn nhà chìm trong bóng tối. Chị Hằng cố quờ quạng tìm chiếc đèn, nhưng ngay lúc ấy, bàn tay chị chạm phải một thứ gì đó lạnh buốt. Đôi mắt của chị từ từ thích nghi với bóng tối, và trong thoáng chốc, chị thấy một hình bóng lờ mờ đứng ở góc nhà. Là một bé gái, mái tóc dài phủ kín mặt, đứng bất động nhìn chị. Bóng dáng ấy nhỏ nhắn, nhưng toát lên sự u ám lạ thường. Hơi thở của chị nghẹn lại, mắt mở lớn đầy hoảng sợ. Đúng lúc chị định hét lên, hình bóng ấy bỗng tan biến như sương mù, để lại một cảm giác lạnh lẽo, bao trùm cả gian phòng. Chị Hằng ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy, chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường. Sáng hôm sau, chị Hằng kể lại cho bà Lài nghe về những gì đã xảy ra trong đêm. Bà Lài chỉ im lặng, đôi mắt đầy lo âu. Cuối cùng, bà thở dài. Hằng à, có lẽ ta nên tìm đến thầy Pháp trong làng. Ta không biết liệu thứ đó là gì, nhưng rõ ràng là có một hồn ma đang ám ngôi làng này. Chị Hằng gật đầu đồng ý, và hai người cùng đi đến nhà thầy Pháp. Khi đến nơi, thầy Pháp nhìn họ, ánh mắt nghiêm trọng. Ông lấy ra một chiếc bát nhỏ, đặt những lá bùa lên trên, rồi đốt cháy, để khói lan tỏa trong không khí. Ông nói, hồn ma đó không phải là hồn oan bình thường. Nó thuộc về một người đã chịu nhiều oan trái và đau đớn trước khi chết. Hồn đó chưa thể siêu thoát và sẽ còn quay lại để tìm thứ nó bị cướp mất. Ngay lúc ấy, chị Hằng thấy từ trong bát tro hiện lên một chữ kỳ lạ, một chữ được viết bằng thứ mực đen kịt, như máu đã khô từ lâu. Lan. Bà Lài giật mình, nắm lấy tay chị Hằng thật chặt. Cả ba người đều hiểu, đó là tên của cô bé Lan, nhưng tại sao hồn ma lại tìm về ngôi làng này? Thầy Pháp nói tiếp, giọng trầm ngâm. Các con nên chuẩn bị tinh thần. Đêm tới, hồn ma sẽ lại quay lại, mạnh mẽ và đầy căm hận hơn. Đừng để bất kỳ ai trong làng ra khỏi nhà khi mặt trời đã lặn. Và con, Hằng, nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình, đừng bao giờ trả lời. Chị Hằng run rẩy, hình ảnh cô bé trong đêm cứ lảng vảng trong đầu, như một bóng ma bám theo từng bước chân. Lòng chị đầy sợ hãi, và chị hiểu ngôi làng này còn chưa thể thoát khỏi bóng đêm của điều quỷ dị. Thứ mà dường như đang tiến gần hơn từng đêm. Đêm lại buông xuống làng Đào Lá,
kéo theo một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt và đầy u ám. Không gian im lặng đến mức chị Hằng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, thình thịch và hoảng loạn. Những lời dặn của thầy Pháp cứ văng vẳng bên tai chị như một điềm gở báo trước tai họa sắp xảy đến. Bên ngoài, tiếng gió rít lên khe khẽ, len lỏi qua từng kẽ lá, khiến chúng va đập vào nhau nghe như tiếng bước chân sột soạt. Cả làng như chìm vào bóng tối vô tận, và trong bóng đêm ấy, có thứ gì đó đang trườn bò khắp nơi, rình rập từng ngôi nhà. Chị Hằng ngồi nép bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng hoang vắng, nơi ánh trăng nhợt nhạt phủ lên những bụi cỏ như những cánh tay gầy guộc vươn lên từ đất. Đôi mắt chị không rời khỏi bìa rừng, nơi mà bóng tối dày đặc nhất, như thể có một linh hồn đen tối đang nấp sâu bên trong, trực chờ bộc phát. Đột nhiên, chị nghe thấy tiếng thì thầm xa xôi từ ngoài kia. Tiếng nói ấy yếu ớt nhưng ám ảnh, rõ ràng đang gọi tên chị. Chị rùng mình, tim đập mạnh hơn. Thầy Pháp đã dặn chị không được trả lời, nhưng tiếng gọi cứ lớn dần, vang vọng trong đêm tối, như thể chính đêm đen đang thúc giục chị đáp lại. Đúng lúc chị tưởng mình không thể cưỡng lại, tiếng gọi bất chợt im bặt. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, khiến chị bối rối nhìn quanh. Bất ngờ, cửa sổ rung lên bần bật, mồ hôi túa ra, chị Hằng hốt hoảng đứng dậy, thụt lùi về phía góc phòng. Những tiếng gõ vang lên như tiếng đập cửa. Những tiếng gõ ấy gấp gáp, mạnh mẽ và vang dội, đến mức cả căn phòng rung lên theo từng nhịp. Bất chợt, từ sau lưng, chị Hằng cảm thấy một hơi lạnh lướt qua, thoảng như cái chạm tay lạnh lẽo đang vờn quanh cổ. Cảm giác lạnh thấu xương lan ra, khiến chị cứng người không dám cử động. Chị quay lại, nhìn thấy hình bóng một cô bé nhỏ bé, mặc chiếc váy trắng cũ nát, khuôn mặt bị che lấp bởi mái tóc dài, đứng giữa căn phòng. Hình bóng ấy bất động, nhưng chị chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt vô hình của nó đang dán chặt vào chị. Một cái nhìn đầy căm hận và oán thán. Cô bé từ từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng, không có sự sống. Đôi môi khẽ mấp máy, phát ra tiếng nói yếu ớt nhưng đầy ám ảnh. Trả lại những gì đã mất. Chị Hằng bám chặt lấy chiếc bàn cạnh mình, đôi chân run rẩy không thể đứng vững. Cô là ai? Chị khẽ hỏi, giọng nói vỡ vụn trong không gian. Nhưng câu hỏi ấy chỉ như một tiếng vọng trong không gian rộng lớn, trống trải. Ngay lập tức, hình bóng của cô bé biến mất như sương khói, nhưng không khí vẫn u ám và lạnh lẽo. Chị Hằng nghe thấy tiếng khóc thê lương vang lên từ xa, như vọng về từ cõi chết. Tiếng khóc ấy trầm bổng, ai oán, như lời than vãn của một linh hồn không bao giờ yên nghỉ. Chị cố gắng bịt tai, nhưng âm thanh vẫn len lỏi, xuyên qua từng lớp da, thấm vào tận xương tủy. Trong cơn sợ hãi tuyệt vọng, chị Hằng chạy ra ngoài, băng qua những con ngõ tối đen về phía nhà bà Lài. Nhưng mỗi bước đi, chị đều cảm thấy có thứ gì đó đang theo sát phía sau. Những bước chân mơ hồ, những bóng đen mạo lướt qua một cách kỳ dị. Chị không dám quay đầu, chỉ biết chạy thật nhanh, như thể nếu dừng lại, thứ ấy sẽ lao tới và cướp đi linh hồn của chị. Khi đến trước nhà bà Lài, chị gõ cửa một cách điên cuồng. Cánh cửa bật mở, và bà Lài với ánh mắt lo âu xuất hiện. Hằng, có chuyện gì vậy? Bà hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, bà đã thấy ánh mắt kinh hoàng của chị nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau. Bà quay lại, nhưng không thấy gì, chỉ có màn đêm dày đặc bao trùm mọi thứ. Cháu thấy nó đứng ngay trong phòng cháu, gọi cháu, nó muốn gì đó. Chị Hằng thốt lên, tay vẫn run rẩy. Bà Lài lắc đầu, thở dài, kéo chị vào trong, khóa chặt cửa. Cháu phải kiên nhẫn, ta sẽ tìm cách đuổi thứ ấy đi, nhưng chỉ có thể vào rạng sáng. Đêm đó, hai người ngồi bên nhau trong bóng tối, không dám nói gì thêm. Trong khi bên ngoài, tiếng gió rít cùng với những âm thanh quái dị vẫn len lỏi qua từng khe cửa. Chị Hằng thức giấc giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lập lòe, bóng đổ của đồ vật trong phòng dường như cũng biến dạng, uốn éo thành những hình thù kỳ dị như đang nhảy múa trong bóng tối. Tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên từ đâu đó, như thể một ai đó đang chậm chậm bước qua những bậc gỗ cũ, tiến lại gần căn phòng của chị. Bất chợt, chị nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt ngay sau lưng. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt,
Chị cứng người không dám quay lại, trong lòng dâm gian một nỗi sợ hãi không tên. Tiếng thở ấy, càng lúc càng gần, phả vào gáy chị một luồng hơi lạnh buốt như băng. Môi chị run lên, nhưng chị không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên, chị cảm nhận rõ ràng một bàn tay băng giá đặt lên vai mình. Chị quay phát lại, nhưng chẳng thấy ai cả. Bóng đèn dầu chập chờn, tạo nên những bóng tối sâu hun hút trên tường. Chị nhắm mắt lại, hy vọng mình chỉ đang mơ. Thế nhưng, khi mở mắt ra, chị thấy một gương mặt trắng bệch phản chiếu ngay trước mắt mình. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo và tràn đầy oán hận nhìn chị chằm chằm từ bóng tối. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, cất lên những lời thì thầm lạnh lẽo. Trả lại! Trả lại! Chị hằng hét lên và bật dậy, ngã khỏi giường. Khi ngẩng đầu lên, bóng hình ấy đã biến mất, nhưng trong lòng chị vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi khôn nguôi. Chị đứng dậy, bước lùi về phía góc phòng, nhưng tiếng sột soạt vang lên bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ bật mở, và một cơn gió lạnh thổi vào, mang theo tiếng rì rầm quái dị từ xa. Chị lảo đảo lùi lại, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng bước chân. Chúng vang lên trên mái nhà, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Những bước chân ấy dừng lại ngay phía trên, như thể ai đó đang ngồi đó, quan sát chị từ trên cao. Từng tiếng động dội xuống làm chị gần như tê cứng, cảm giác có đôi mắt vô hình đang dán chặt vào mình, theo dõi từng cử động. Rồi từ bên ngoài cửa, một giọng trẻ con khe khẽ vang lên. Chị Hằng ơi! Giọng nói ngây thơ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Chị nghe mà lạnh toát sống lưng. Không dám trả lời, chị cố nép vào góc tối, nhưng giọng nói cứ vang vọng khắp căn phòng. Chị Hằng ra đây chơi với em đi. Cánh cửa bất chợt hé mở một chút, tạo nên một khe hở đen ngòm. Chị Hằng nhìn chằm chằm vào khe hở ấy, tim đập mạnh đến nghẹt thở. Rồi, từ bóng tối đó, một bàn tay nhợt nhạt thò vào, móng tay dài và sắc nhọn cào vào nền đất. Chị lùi lại, nhưng bàn tay ấy cứ thò vào sâu hơn, kéo theo cả một cánh tay gầy guộc, trắng bệch. Chị bịt miệng ngăn tiếng hét, toàn thân cứng đờ. Bàn tay ấy với tới sàn, chạm vào một sợi tóc của chị, vuốt ve một cách ghê rợn. Rồi bất ngờ, nó co giật lại, biến mất sau cánh cửa như chưa từng xuất hiện. Chị Hằng thở dồn dập, trái tim như muốn ngừng đập. Nhưng khi chị nhìn lại, cánh cửa mở toang. Một bóng đen cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt đỏ ngầu lấp lóe trong bóng tối. Bóng hình ấy từ từ tiến vào, bước từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Không khí trở nên ngột ngạt và đen tối, đến mức chị cảm thấy như bị nhấn chìm. Không chịu nổi, chị Hằng hét lên và chạy khỏi căn phòng, lao ra ngoài sân. Nhưng ở đó, mọi thứ còn kỳ dị hơn. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện khắp nơi, như những hồn ma vô hình đang lướt qua. Tiếng gào khóc, ai oán vang lên từ cánh rừng phía xa, kéo theo những âm thanh rì rầm như lời nguyện rủa. Chị Hằng đứng giữa sân, ánh mắt hoảng loạn dõi theo những bóng đen đang vây quanh mình. Cảm thấy không còn chỗ nào an toàn, chị chạy đến nhà bà Lai. Khi đến nơi, chị thấy bà đang đứng bên cửa, mắt nhìn về phía cánh đồng, mặt mày đăm chiêu đầy lo âu. Bà Lai quay lại khi thấy chị và không nói một lời, kéo chị vào trong, đóng chặt cửa. Bà ơi, cháu thấy nó, thấy cái bóng đó, nó đã chạm vào cháu. Chị lắp bắp, tay chân run rẩy. Bà Lai lắc đầu, khuôn mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Những hồn ma này không dễ gì buông tha, chúng sẽ còn tìm đến cháu nữa. Trong không gian im lặng, tiếng thì thầm kỳ dị lại vang lên. Không phải từ bên ngoài mà dường như từ khắp mọi nơi trong căn nhà. Như thể những linh hồn vô hình đang đan xen giữa hai người. Chị Hằng bất giác quay lại, và lần này, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, chị nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đang đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt oán hận. Đêm ấy, chị Hằng ở lại nhà bà Lài, nhưng không tài nào chợp mắt được. Ngọn đèn dầu leo lét thắp sáng ra nhà nhỏ, nhưng lại khiến bóng tối bên ngoài càng thêm đáng sợ. Tiếng động lạ lùng rì rầm quanh ngôi nhà, như những lời xì xào của những linh hồn bơ vơ tìm đến từ quá khứ. Chị Hằng khẽ cựa mình, liếc nhìn về phía bà Lài, người đang ngồi bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có tiếng thở nặng nề của bà hòa cùng không khí ngột ngạt. Chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm ngọn đèn dầu bập bùng, kéo dài những cái bóng trên tường thành những hình thù ma quái, lượn lờ như những bóng hồn từ địa ngục. Chị lùi lại, cố gắng thu người vào một góc tối. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng lại kéo dài như đang cố lôi kéo sự chú ý của chị. Tiếng gõ đều đặn vang lên trong màn đêm yên tĩnh, khiến trái tim chị đập loạn xạ.
Chị run rẩy nhìn về phía cửa, hy vọng rằng bà Lai cũng đã tỉnh dậy. Nhưng bà vẫn ngồi bất động, như thể bị một lực nào đó giữ chặt. Tiếng gõ chuyển thành tiếng cào xé trên cánh cửa, như thể móng vuốt của một sinh vật nào đó đang cố gắng chui vào. Cảm giác ớn lạnh tràn qua, chị Hằng khẽ cúi người, ép chặt lưng vào tường. Tiếng cào dần lớn lên và bất ngờ một giọng nói rít lên từ bên ngoài cửa. Hằng, ra đây, với ta. Giọng nói ấy khàn đặc và lạnh lẽo đến rợn người, vang lên như vọng từ cõi âm. Chị Hằng bịt miệng, không dám phát ra một âm thanh nào. Nhưng bóng đen bên ngoài cửa vẫn không ngừng gọi tên chị. Giọng nói ấy trầm và mơ hồ như đang đến từ sâu thẳm trong tâm trí, tạo nên một nỗi kinh hoàng không sao diễn tả. Một âm thanh khe khẽ kéo chị khỏi sự sợ hãi. Khi quay lại, chị thấy bà Lai đã mở mắt. Ánh mắt bà lạnh lẽo, không còn nét hiền từ như trước, mà thay vào đó là một tia nhìn trống rỗng, xa lạ. Bà Lai từ từ ngồi dậy, tiến đến gần cửa sổ, đôi môi mấp máy, như đang trò chuyện với thứ gì đó vô hình bên ngoài. Bà Lai, bà đang làm gì vậy? Chị Hằng hỏi, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Nhưng bà Lai không đáp, chỉ đứng yên lặng nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt bà, làm nó càng thêm trắng bệch và đáng sợ. Đột nhiên, bà cất giọng trầm thấp, giọng nói của bà lẫn vào bóng đêm như một điềm báo ma quái. Chúng sẽ đến. Chúng không thể bị ngăn cản nữa. Họ muốn linh hồn của ngươi, Hằng à. Chị Hằng kinh hoàng nhìn bà Lai, cảm thấy cả cơ thể cứng đờ. Những lời nói của bà lẩn khuất trong tiếng gió thổi qua cửa sổ, hòa vào bóng tối như một cơn ác mộng đeo bám không dứt. Ngay lúc đó, cánh cửa bật tung ra và một cơn gió lạnh lẽo thổi vào, kéo theo những âm thanh như tiếng than khóc ai oán. Cửa phòng mở toang và chị thấy một bóng đen nhợt nhạt đứng lơ lửng ngay trước ngưỡng cửa. Đôi mắt đỏ ngầu của bóng đen chiếu thẳng vào chị, trong đôi mắt ấy tràn ngập oán hận và sự đau đớn. Chị lùi lại, tay bấu chặt vào vách tường. Bóng đen không tiến vào nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng đó dõi theo từng cử động của chị bằng ánh mắt chết chóc. Trong khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận được những nỗi đau của hàng loạt linh hồn đang gào khóc tìm đường trở về. Bà Lai dường như bị bóng đen đó thu hút, bắt đầu tiến lại gần cửa một cách vô thức, như thể bị thôi miên. Chị Hằng hét lên, cố gắng ngăn bà lại, nhưng bà không nghe thấy. Mỗi bước chân của bà kéo dài như những dấu chân của người sắp bước vào cõi chết. Không, bà Lai, đừng đến gần đó. Chị lao tới, cố gắng kéo bà lại, nhưng bàn tay chị xuyên qua bà, như thể bà chỉ là một ảo ảnh. Chị hoảng loạn lùi lại, nhận ra cả thân thể của bà Lai đã dần dần trở nên trong suốt, nhạt nhòa, hòa vào bóng tối. Bóng đen bên ngoài cánh cửa bật cười một tiếng lạnh lùng, giọng cười của nó như hàng trăm tiếng vọng chồng lên nhau, vang vọng khắp gian nhà. Ngay sau đó, nó chìm vào bóng tối, biến mất. Nhưng không gian xung quanh không còn yên tĩnh, mà thay vào đó là tiếng than khóc, tiếng rì rầm của những linh hồn vất vưởng vọng lại từ khắp nơi. Chị Hằng ôm chặt lấy đầu, trái tim nhức nhối vì nỗi sợ không sao nói nên lời. Khi ngẩng lên, chị thấy cả ngôi làng bị bao phủ bởi một màn sương mờ kỳ lạ. Và trong làn sương ấy, hàng trăm bóng đen lờ mờ di chuyển, như một đoàn hồn ma đang tiến lại gần. Chị hiểu rằng đêm này không chỉ là một đêm bình thường. Đêm nay, đảo lá đã bị bao phủ bởi những linh hồn đầy oán hận, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Trong đêm đen mịt mù, chị Hằng co người lại trong góc nhà bà Lai, toàn thân run rẩy. Những tiếng than khóc ai oán ngoài cửa vọng lại, chốc chốc lại nghe như có ai đó đang gõ nhẹ lên cửa sổ. Tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi tanh nồng nặc như của xác chết lâu ngày. Chị khẽ bước đến cửa sổ, liếc nhìn qua màn sương mờ dày đặc, thấy thấp thoáng những hình thù kỳ dị lượn lờ khắp ngôi làng, bóng đen u ám của những người đàn ông, đàn bà trong trang phục cũ kỹ, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp xương trắng, chỉ để lộ đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía chị. Mỗi lần mắt họ chạm phải ánh đèn yếu ớt trong nhà, một tiếng rít vang lên như ai oán, hờn giận. Bất chợt, có tiếng gọi vọng đến từ bên ngoài. Hằng! Hằng! Giọng nói ấy run rẩy,
kéo dài từng âm như gió thổi qua rừng lá khô, khiến chị lạnh sống lưng. Giọng nói lạ lẫm, nhưng dường như có một sức mạnh thôi miên, khiến chị phải dán mắt vào cửa. Đúng lúc chị định quay đầu chạy đi, có tiếng đập cửa thình thịch vang lên, làm cánh cửa rung chuyển. Tiếng đập đều đặn, mạnh mẽ như thể một sinh vật vô hình bên ngoài đang cố phá cửa vào. Bà Lai, không biết từ lúc nào, đã đứng cạnh cửa. Giọng bà run run nhưng đầy uy quyền. Đừng mở cửa. Chúng là những linh hồn vất vưởng, chết không siêu thoát, đang cố gắng tìm cách trở lại cuộc sống. Hằng, mau đến đây. Chị Hằng vội vàng rời cửa sổ, chạy về phía bà Lai. Nhưng khi vừa quay lại, chị giật mình khi thấy khuôn mặt của bà Lai bỗng chốc trở nên nhợt nhạt và lạnh băng. Đôi mắt bà không còn sự hiền từ, mà thay vào đó là một ánh nhìn trống rỗng, xa xăm. Chị lùi lại, nỗi sợ hãi dâng lên trong tim, không hiểu bà Lai đang bị thứ gì ám ảnh. Đột nhiên, bà Lai cất tiếng nói mà không nhìn chị. Giọng bà trầm thấp, như bị điều khiển bởi một sức mạnh từ cõi âm. Đêm nay, họ sẽ trở lại. Họ muốn ngươi, Hằng à. Lời nói ấy khiến chị Hằng cứng đờ, mọi giác quan đều căng thẳng cực độ. Chưa kịp phản ứng, chị nghe thấy tiếng chân lạo xạo ngoài cửa, mỗi lúc một gần. Tiếng bước chân nặng nề, lê lết trên nền đất ẩm, mang theo âm vang chết chóc. Bất ngờ, một bàn tay lạnh băng luồn qua khe cửa, với những ngón tay dài ngoằn ngoèo và gầy guộc như cành cây khô, cố gắng mở khóa cửa. Bàn tay ấy bấu chặt vào then cửa, cào xé, tạo ra những tiếng rít chói tai. Chị Hằng chỉ biết lùi dần vào trong, mắt không rời khỏi cánh cửa đang rung chuyển từng hồi. Cánh cửa bung ra trong tiếng nổ chát chúa, và một bóng đen lao vào nhà như một cơn gió mạnh kéo theo sương mờ. Đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt vặn vẹo của bóng đen hiện ra. Những đường nét trên mặt như bị kéo dài và méo mó, không còn giống người. Chị Hằng hét lên, không còn biết làm gì khác ngoài chạy sâu vào trong nhà, nơi duy nhất còn có chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Nhưng bóng đen đó vẫn không dừng lại. Nó tiến sát, bao trùm lấy chị, cái miệng nhăn nhở cười một cách ghê rợn. Mùi tanh từ bóng đen ấy xộc vào mũi chị, làm chị thấy nghẹn thở, cả thân người như bị đè nặng xuống. Trong cơn hoảng loạn, chị chộp lấy chiếc đèn dầu, hất mạnh về phía bóng đen. Ngọn lửa bùng lên trong thoáng chốc, chiếu sáng toàn bộ căn phòng và lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng. Đằng sau bóng đen ấy, hàng chục bóng ma khác hiện ra lơ lửng. Tất cả đều nhìn chị với ánh mắt trống rỗng, oán hận. Những linh hồn ấy vẫn còn vết thương chồng chéo, những vết bầm tím và chảy xước như của người chết trong đau đớn. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ trong đám linh hồn, làm không gian đặc quánh lại, đầy ảm đạm. Tất cả như đang reo hò, phấn khích khi thấy sự sợ hãi tột cùng của chị Hằng. Cả căn nhà trở nên tối om và trong bóng tối, những bóng ma đó lượn lờ quanh chị, thì thầm những lời ám ảnh. Ở lại đây với chúng ta. Chị Hằng cảm giác như bị kéo vào một cơn ác mộng không lối thoát. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Là ánh sáng của ngọn đuốc, từ phía xa, một nhóm người dân làng đang tiến đến gần. Tiếng bước chân và ánh sáng của họ xua tan bớt bóng tối đang bao quanh chị, làm những bóng đen chậm dần như bị thứ gì đó ngăn cản. Chị Hằng không bỏ lỡ cơ hội, lao về phía cửa, thét lớn cầu cứu. Những người dân làng nghe thấy, vội vã chạy lại. Họ cầm đuốc, chọc vào bóng tối, đẩy lùi những bóng đen. Nhưng trong ánh sáng của ngọn đuốc, chị nhận ra khuôn mặt của một số người dân làng cũng trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt họ dại đi, giống như những bóng ma kia. Một người già trong nhóm hạ giọng, khẽ nói. Đào lá đã bị nguyền rủa, chúng ta không thể thoát. Cả nhóm dân làng dừng lại, những ánh đuốc lập lòe trong bóng tối. Cảm giác tuyệt vọng lan rộng khi mọi người nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nhau. Bóng tối lại bao trùm đào lá, nặng nề và kinh hoàng hơn bao giờ hết. Bóng đêm vẫn phủ dày đặc trên đào lá, lan rộng như một chiếc màn đen ma qua quái, bao trùm mọi ngõ ngách. Tiếng gió thét gào từng hồi, mang theo hơi lạnh rợn người. Sau đêm kinh hoàng vừa qua, chị Hằng ngồi co ro bên bếp lửa. Những ngọn lửa yếu ớt không đủ xua tan nỗi sợ ám ảnh trong lòng. Mỗi lần chị nhắm mắt, hình ảnh những khuôn mặt méo mó,
Những đôi mắt trống rỗng và bóng đen ấy lại hiện ra, đeo bám chị như một lời nguyền không dứt. Đột nhiên, có tiếng cào nhẹ bên ngoài cửa sổ. Tiếng cào khe khẽ, đều đặn, như thể có một sinh vật nào đó đang dùng những móng vuốt dài nhọn kéo lê trên mặt gỗ, cố ý gợi lên âm thanh kinh rợn. Chị Hằng giật mình, quay người về phía cửa sổ, và ngay lập tức thấy đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình qua lớp kính. Đôi mắt ấy không phải của người, mà là của một thứ gì đó đến từ cõi chết. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở ra một cách đột ngột, kèm theo một tiếng rít dài làm chị hét lên trong sợ hãi. Một bóng đen nhỏ bé với vóc dáng trẻ con, đầu nghiêng lệch một cách quái dị, chậm chậm bước vào nhà. Đó là một đứa trẻ, mặc một chiếc váy trắng rách nát, tóc tai xõa sưởi. Gương mặt nó trắng nhợt, không có sự sống, và đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ nhìn chăm chăm vào chị Hằng. Chị lùi lại, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Đứa trẻ tiến tới gần chị, mỗi bước chân lại phát ra tiếng rì rầm như đang thầm thì điều gì đó, giọng nói lạnh lẽo và kéo dài trong không khí. Bất ngờ, nó cất tiếng gọi chị bằng một giọng trong trẻo nhưng méo mó đầy ám ảnh. Chị, Hằng, về, chơi, với em. Chị Hằng thét lên và vội vàng lùi sâu vào trong phòng. Đứa trẻ vẫn bước theo, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra như muốn kéo chị lại. Mỗi lần chị nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ, một nỗi sợ hãi tột độ lại dâng lên trong lòng. Chị quay lưng và lao ra khỏi nhà, chạy băng qua sân, cố gắng thoát khỏi bóng đen kinh hoàng ấy. Nhưng khi chị bước ra khỏi nhà, những bóng người khác từ trong màn đêm dần hiện lên. Đó là những linh hồn lang thang, khuôn mặt méo mó và nhợt nhạt, từng bước một tiến đến gần chị. Chị Hằng bị bao vây, không còn đường thoát. Tiếng thì thầm của đám linh hồn vang lên, mỗi lúc một to hơn. Một giọng nói trầm đục thì thào bên tai chị. Chúng ta không để ngươi rời khỏi đây. Ngươi đã nhìn thấy những điều không nên thấy, biết những điều không nên biết. Cả thân người chị run rẩy, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc. Bất ngờ, một bóng đen lớn xuất hiện từ phía sau, đôi tay lạnh băng đặt lên vai chị. Chị xoay người lại và đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt của một người đàn ông, mắt ông ta đỏ ngầu và sâu thẳm, gương mặt như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Ngươi thuộc về chúng ta. Người đàn ông gằn giọng. Chị Hằng bật khóc, tiếng thét nghẹn ngào trong cổ họng khi hàng chục bàn tay lạnh ngắt từ đâu chìa ra, nắm lấy tay, vai và chân của chị. Chị cố giãy giụa, nhưng những bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt, lôi chị xuống đất. Làn da chị lạnh toát, từng cơn đau đớn như xuyên qua xương tủy. Bỗng từ xa xa, tiếng chuông chùa vang lên, trầm và bình yên, phá tan không khí ngột ngạt và lạnh lẽo. Những bóng ma khựng lại, ánh mắt trống rỗng của chúng nhìn về phía ngôi chùa như thể bị cản trở bởi thứ gì đó vô hình. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trong chùa soi rọi vào khuôn mặt đầy lo âu của bà Lài. Bà đứng từ xa, tay cầm một chiếc nhang và lẩm nhẩm những lời kinh cầu nguyện. Chị Hằng cảm thấy cơn đau đớn giảm dần khi ánh sáng ấy chiếu đến. Những linh hồn xung quanh chị lùi lại, tan biến vào màn sương, để lại một sự im lặng đáng sợ. Chị quỳ xuống đất, thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng trước khi bóng ma cuối cùng tan biến, đứa trẻ trong chiếc váy trắng lại xuất hiện, nhìn chị với ánh mắt đầy thù hận. Nó ghé sát vào tai chị, thì thào một câu nói mơ hồ nhưng đầy đe dọa. Chúng ta sẽ còn gặp lại, chị Hằng, mãi mãi. Và rồi, trong chớp mắt, mọi thứ im lặng hoàn toàn. Chị Hằng chỉ còn lại một mình trên con đường làng tăm tối, với bóng đêm rợn ngợp bao quanh. Những lời thì thầm ám ảnh vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời hứa hẹn đáng sợ về những gì còn đang chờ đợi trên đảo lá. Sau đêm đầy ám ảnh đó, chị Hằng không thể ngủ được. Chị ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối vẫn phủ dày đặc, như một tấm màn đen không thể xuyên qua. Những lời thì thầm lạnh lẽo của đứa trẻ bí ẩn vẫn còn vang vọng trong đầu chị, và đôi mắt trống rỗng của nó dường như vẫn dõi theo từ góc tối nào đó. Đêm ấy, trong ngôi làng, mọi người quyết định tụ họp lại để bàn về các hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra gần đây. Những lời đồn đãi về hồn ma và bóng đen ngày một nhiều hơn,
Tiếng thì thầm của những linh hồn bất an như ngày càng rõ ràng. Bà Lai nói khẽ, ta nghĩ linh hồn oan nghiệt nào đó đang tìm cách trả thù. Chúng ta không thể coi thường chuyện này được nữa. Trong khi mọi người bàn tán, chị Hằng cảm thấy như có một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy. Chị quay lại nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Cảm giác rùng rợn khiến chị phải đứng dậy rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng yếu ớt, chị quyết định đi về phía ngôi chùa trên đồi, hy vọng tìm được chút bình yên. Trên con đường nhỏ dẫn lên đồi, bóng đêm trở nên dày đặc một cách kỳ lạ và tiếng bước chân của chị vang vọng xa lạ. Đột nhiên, một tiếng cười khe khẽ, lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Chị quay người lại, nhưng chỉ thấy bóng cây nghiêng ngả và màn sương mờ. Nhưng rồi, tiếng cười ấy lại tiếp tục vang lên, lần này gần hơn. Như thể có ai đó đang rình rập ngay sau lưng. Chị cố bước nhanh hơn, nhưng bước chân của chị mỗi lúc một nặng nề, như bị cái gì đó giữ lại. Tiếng cười rùng rợn, càng lúc càng rõ hơn, xen lẫn tiếng nói thì thầm đầy ma mị. Chị Hằng, đừng đi đâu cả, ở lại với bọn ta. Bóng tối xung quanh dần hình thành những hình dáng kỳ quái. Những khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, bàn tay vươn ra từ bóng đêm, như thể cố níu lấy chị. Chị Hằng hoảng hốt, cảm giác như mình đang bị bao vây bởi những linh hồn lang thang. Mỗi bước tiến lại là một tiếng gào thét đau đớn vang lên từ khắp nơi. Khi đến gần ngôi chùa, chị nhìn thấy một hình bóng lờ mờ đứng trước cổng chùa, bất động. Đó là một bà cụ, mái tóc trắng xõa dài, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chị. Bà cụ không nói gì, chỉ giơ một bàn tay khô héo lên, chỉ thẳng vào chị. Chị Hằng bàng hoàng nhận ra đó chính là hồn ma của bà Lai, nhưng gương mặt bà không còn vẻ hiền từ như trước, mà là sự oán giận, tràn đầy hận thù. Hằng, con đã làm gì để linh hồn ta phải chịu đày đọa thế này? Giọng bà Lai vang lên khàn khàn, như lẫn vào gió đêm. Con là người cuối cùng chúng ta muốn đưa vào vòng tròn này. Chị Hằng cố hét lên, nhưng tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Từ mọi ngóc ngách, những bóng ma của những người làng đã mất tích xuất hiện, tiến về phía chị. Ánh mắt của họ trống rỗng và tràn đầy đau đớn, đôi tay khẳng khiu vươn về phía chị, như muốn kéo chị xuống hố sâu tuyệt vọng. Chị lùi dần, chân run rẩy. Chợt một bàn tay lạnh ngắt từ đâu bỗng nắm lấy tay chị, kéo mạnh về phía rừng. Cả cơ thể chị bị kéo lê trên đất và từ khắp nơi, tiếng gào thét ai oán vang lên, như thể những linh hồn oan nghiệt đang dần dần kéo chị vào bóng tối vô tận. Bàn tay lạnh ấy bóp chặt tay chị, không ngừng kéo sâu hơn vào trong rừng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, chị Hằng hét lên, tha cho tôi, làm ơn buông tôi ra. Nhưng bóng tối chỉ càng thêm dày đặc, như nuốt chửng mọi hy vọng cuối cùng. Bóng ma của bà Lai cúi xuống gần chị, đôi mắt sâu hắm và khuôn mặt trắng bệch đầy tức giận. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi không có ánh sáng. Đừng cố chạy trốn, con không thoát được đâu. Chị Hằng cảm thấy sức lực mình cạn kiệt, bàn tay lạnh giá kia siết chặt hơn. Những tiếng thì thầm xung quanh vang lên không ngừng, những khuôn mặt ma quái lượn lờ trong đêm. Nhưng trong tích tắc, tiếng chuông chùa bỗng vang lên lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những bóng ma khựng lại, tiếng cười rùng rợn của chúng dần tan biến, và ánh sáng từ ngôi chùa dội vào, xua tan bóng tối bao quanh chị. Khi chị tỉnh lại, chị nằm ngay dưới chân ngôi chùa. Ngôi làng phía dưới chìm trong bóng tối, nhưng chị biết, từ đêm nay, ác mộng thật sự của Đạo Lá vẫn còn chưa kết thúc. Đêm đó, sau khi trở về từ ngôi chùa, chị Hằng chìm vào giấc ngủ chập chờn, nặng nề. Những hình ảnh mờ ảo của những bóng đen, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn lại hiện lên trong tâm trí chị, như những vệt máu loang lổ, vây kín từng góc tối trong căn phòng. Cả cơ thể chị như bị trói chặt, không thể cựa quậy, chỉ nằm đó trong bóng tối, đợi chờ một điều kinh hoàng đang đến gần. Đồng hồ trong nhà bỗng kêu cạch, cạch. Với những âm thanh chậm chạp và đều đặn, phá vỡ sự yên tĩnh đến rợn người. Rồi tiếng cạch ấy dần dần nhanh hơn, như thể có thứ gì đó đã nắm lấy cây kim giờ và xoay ngược thời gian. Lúc này, trong mơ, chị Hằng cảm thấy lạnh toát và không ngừng run rẩy. Đột nhiên, cánh cửa sổ mở bật ra, gió lạnh thốc vào,
mang theo cả mùi tanh của nước biển và thứ gì đó mục giữa. Chị Hằng giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang đứng giữa làng, bao quanh là một đám đông không rõ mặt mũi. Họ cúi đầu, im lặng, và từ trong bóng tối của làn sương mờ, bà Lai từ từ bước tới. Làn da bà nhợt nhạt, mái tóc rũ rượi và đôi mắt mở trừng trừng không chớp, nhìn thẳng vào chị với một ánh nhìn không thuộc về thế giới này. Bà Lai cất giọng, nhưng không phải bằng tiếng người, mà là tiếng thì thào của hàng trăm giọng nói hòa lẫn vào nhau, vang lên trong gió đêm. Hằng, con đã chạm vào những điều không nên chạm. Đêm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trở về nơi ta thuộc về. Vừa dứt lời, bà Lai giơ cao tay, và từ bóng tối, những bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch từ dưới mặt đất bỗng trồi lên, bấu chặt vào đôi chân của chị Hằng, kéo chị xuống. Chị hét lên, cố gắng giãy giụa, nhưng những bàn tay ấy không ngừng bám lấy, siết chặt hơn và lạnh đến mức như hàng trăm mũi kim chích vào da thịt chị. Giữa cơn hoảng loạn, chị bỗng nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng từ đâu đó vọng lại. Tiếng bước chân chậm rãi, không đều đặn, tiến dần đến. Chị quay người lại, đối mặt với một người đàn ông lạ mặt, gương mặt đầy vết sẹo, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Người đàn ông mấp máy môi, không nói gì. Chị lắc đầu và giơ một ngón tay lên miệng như muốn ra hiệu cho chị giữ im lặng. Rồi, hắn cúi xuống, cầm một nhánh cây khô và bắt đầu vẽ lên mặt đất những ký tự lạ. Khi những ký tự hoàn thành, chúng phát sáng một màu đỏ thẫm như máu. Chị Hằng chưa kịp hiểu gì, thì ký tự ấy bỗng lan tỏa khắp nơi và tiếng hét ai oán từ những bóng ma vang lên khắp làng. Âm thanh rùng rợn xuyên thấu từng tế bào, khiến chị Hằng như muốn ngất đi. Bà Lai và những người làng dần lùi lại, khuôn mặt méo mó trong đau đớn và giận dữ. Bóng tối từ từ tan biến, và chị Hằng nhận ra mình đã trở lại căn nhà của mình. Tuy vậy, không khí vẫn nặng nề, và cánh cửa sổ lại mở toang, gió lạnh ùa vào, thổi tắt ngọn đèn. Chị ngồi thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán, và nhìn ra ngoài trời đêm. Những dải sương mờ vẫn bay là trên mặt đất, nhưng ở đó, chị thấy một bóng người đứng lặng lẽ. Đó là bà Lai, với đôi mắt trừng trừng, môi mấp máy một lời nguyền nào đó trong bóng tối. Và chị biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đêm ấy, sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, chị Hằng cố trấn an mình, nhưng không thể nào rũ bỏ được cảm giác bất an và lạnh buốt trong xương tủy. Chị ngồi im lặng giữa căn nhà, ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào chỉ đủ soi một phần nhỏ. Gió rít qua từng khe cửa, kèm theo những tiếng xào xạc từ phía ngoài làng, tiếng thì thào như ai đó đang bàn bạc chuyện gì đó bí mật. Rồi, bỗng chị nghe thấy tiếng chân bước chậm chậm phía ngoài sân, tiếng dép lê lết như ai đó đang cố tình kéo dài từng nhịp. Chị run rẩy đứng lên, tiến về phía cửa sổ và hé mắt nhìn ra ngoài. Trong ánh trăng lờ mờ, chị thấy bóng dáng của một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt khuất dưới lớp tóc dài rũ rượi. Đó là bà Lai. Chị Hằng vội lùi lại, tim đập thình thịch, tay nắm chặt lấy ngực như sợ nó sắp nhảy ra ngoài. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là cái bóng của bà Lai không đi qua nhà chị, mà dừng lại ngay trước cửa. Gương mặt cúi gằm xuống đất, cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, từng nhịp đều như đếm thời gian. Cánh cửa gỗ rung lên theo từng tiếng gõ, dường như bị bùa vây bởi một áp lực vô hình. Không dám đáp lời, chị Hằng chỉ đứng lặng thinh trong góc nhà, cố thu mình vào bóng tối. Bỗng từ ngoài cửa, giọng bà Lai vang lên, khàn khàn như tiếng gió thoảng qua cây. Hằng, ra đây, ta có điều muốn nói. Chỉ một mình con thôi. Như bị cuốn vào một cơn mê, chị Hằng cảm thấy chân mình tự động bước từng bước ra phía cửa, không thể chống lại. Chị đã định hét lên, nhưng cổ họng bị nghẹn cứng như có bàn tay vô hình chặn lại. Khi cánh cửa bật mở, một làn sương lạnh từ ngoài ùa vào, bao phủ mọi thứ xung quanh. Chị Hằng bước ra ngoài sân, nơi bóng của bà Lai vẫn đứng đó, yên lặng nhìn chị với đôi mắt trắng dã, trống rỗng. Gương mặt bà lộ rõ những nếp nhăn sâu hắm, như một con búp bê cũ kỹ bị bẻ cong, méo mó. Con đã không nghe lời. Con đã mở ra những gì đáng lẽ không nên mở, bà Lai nói, đôi mắt như đục ngầu trong ánh trăng lạnh. Trong một tích tắc, bóng của bà Lai bỗng dưng biến mất, để lại khoảng sân trống vắng.
Chị Hằng sững sờ nhìn quanh, cố gắng hiểu xem điều gì đang xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau, có một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vai chị. Chị quay lại, thấy chính mình trong một tấm gương mờ, nhưng hình ảnh ấy không phải là chị. Khuôn mặt phản chiếu trong gương đang mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó, đầy ghê rợn và ác ý. Chúng ta là một, không thoát được đâu. Giọng nói ấy thì thầm trong đầu chị, vang vọng khắp não bộ như một lời nguyền không thể gỡ bỏ. Chị Hằng hoảng loạn lùi lại, nhưng bóng đen trong gương cứ tiến gần hơn, như muốn thoát ra khỏi tấm kính để hòa vào chị. Rồi, từ trong nhà vọng ra một tiếng cười man rợ, tiếng cười của trẻ con, lanh lảnh và kéo dài như có hàng chục giọng nói hòa quyện vào nhau. Chị Hằng quay lại, thấy đám búp bê cũ từ bao giờ đã ngồi la liệt trên sàn nhà. Ánh mắt của chúng đổ dồn về phía chị, trừng trừng, lạnh lẽo. Từng giọng nói từ những con búp bê hòa thành tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Hãy đưa chúng tôi đi, chúng tôi mãi mãi bị mắc kẹt. Chị Hằng gào lên, chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Nhưng không gian trong nhà như chật hẹp hơn. Bóng tối đặc quánh bao phủ khắp nơi, và tiếng thì thầm ấy vẫn còn vang vọng quanh quẩn. Cả đêm, chị chỉ dám ngồi thu mình trong góc, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối dày đặc, không thể ngủ được, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Chị biết, đêm nay không phải là kết thúc.